chuyện mà con thì có vợ rồi, mà cháu ông thì có chồng rồi, thì đừng ai nấy đi, rồi có chuyện gia đình của con thì ông đừng có xía miệng vào gia đình con, ông có gì hết trơn á, ông xía vô làm gì đó, để chúng cái này nó nọ con không thích, ông đừng có lên mạng ông nói thằng này thằng nọ giờ giàu giờ có, ủa già nhà cha mẹ con được ăn chứ mà con được có hưởng được chuyện gì trong đó không, mà ông nói gì ông nói gì chứ nói chi, ông lo gia đình ông cho nó yên ổn đi, cho gia đình ta biết, ông đừng ông lo gia đình ông đi. Trời ngang chú ba đó, nhà nó là nhà lộng đó, cũng nó đó. Là ở chú ba hả? Ờ, chú ba bệnh trong á, bệnh bệnh á. Ờ, và có nhà lầu luôn ha. Ờ. Vì bà ngủ bằng căn vậy ngủ. Dạ, cũng như hủ nó nghe. Đâu có giàu đâu. Hả? Anh làm gì mà mặt anh đâm chiêu anh căng thẳng. Cũng như nhà của hủ giàu thì giàu, nhà hủ ăn chứ không có biết gì, đúng không? Tôi với tính thứ ba kể tôi đúng không? Vì để anh ấy biết đi, cơm nhà anh ăn, nhà tôi biết. Mà sao mà cái chuyện của tôi anh tham gia tham dự vô chi? Mà anh biết cái người trong cái clip đó không? Biết. Người đó là gì của cái người nào sao? Cũng như là ở bên vợ của Hữu, bên vợ của vợ cũ của Hữu đi đường Châu đó. Là cũng như là ông này như kêu là với ông cậu vậy đó, như là bên này là quen biết với Hữu thôi. Cậu mấy? Cậu này cậu Út nè. Cậu Út nhớ là mãi mãi là ông này là cậu Út của Hữu. Nhớ là, tên không? Nhớ tên không? Không có nhớ tên, tại vì lâu quá bỏ mười 16 năm nay đâu nhớ. À. Nhớ cái ông này là cậu Út của Hữu nè, là bên vợ. Cũng như giờ ổng mới ghét Hữu, ổng nói là giới tính thứ ba đó, rồi nhà của Hữu giàu có thể nhà lầu đó. Ủa nhà của Hữu ăn chứ gạo Hữu ăn chứ ổng soi bói một cái chuyện. Ủa mà tôi hỏi này, hồi trước giờ anh Hữu có nhờ sự giúp đỡ của ổng không? Không, có quen biết ổng gì đâu, cứ cháu ổng thôi chứ bây giờ ổng ghét, ổng ghét gợi ổng chứ. Mà hồi xưa có qua lại gì không? Không qua lại gì trơn á. À, chỉ là dạng mà cậu của vợ thôi đúng không? Đúng, mà cậu của vợ thôi. Rồi bắt đầu bây giờ anh coi clip thấy ông nói anh gì anh nha. Ừ, ông nói nhà nó giàu lắm, nhà bên sông 2-3 tầng lầu. Ủa, nhà của Hữu khá thì cha mẹ của Hữu ăn chứ Hữu đi mất mới gì mà của ổng gì mà ông xí vô ông ăn cơm nhà nói chuyện người ta vậy. Đúng không khán giả? Đó, cái ông này ở dưới đường Châu nè, bên vợ của Hữu nè. Là ông này là tại vì Hữu đi bỏ nhà đi lâu rồi, là 16 năm, nhớ ông này là ông tên Út Trăng nữa, ông Út Trăng nè. Là nhớ là Hữu tự tựa thôi nghe, không phải đơn phải giống không nghe, chứ ông này là nhớ là ông Út Trăng là bên vợ của Hữu đó, là ông này thấy quen đó, mà không biết phải không, cái khuôn mặt nó giống quá nè. Nhưng mà nhớ là vai cậu Út của vợ thôi đúng không? Vai cậu Út của vợ. Rồi anh khoan đợi chút xíu nghe, em thấy cái người cậu vợ cũ của chồng em nói vậy em có cảm xúc như thế nào nghe? Điền không lên rồi nói tào lao tào binh gì đâu không à. À. Nói này kia ông này mà nói người ta gì, người ta có gì đâu mà đi không nói nói người ta gì đó. À, tức là em không đồng ý cho người nào nói về chồng em đúng không? Mặc dù chồng em ví dụ mà chẳng hạn có đi không nói ở đây là không có mà nói tới chồng em là em cũng bức xúc đúng không? Dạ. Yeah. Anh Hữu giờ ví dụ mà ông cứ nói hoài giờ mình xử lý sao anh Hữu nói đi. Cũng như á, tôi nói có chuyện của ông làm gì ông làm biết nghe, ông đừng tới xâm phạm nhà tôi là ông không được với tôi đó. Cũng như ăn cơm nhà nói chuyện người ta, cái chuyện gia đình tôi giàu có thì gia đình tôi ăn hưởng chứ tôi có biết gì trong nhà tình tôi không, tôi tự sống tự lập không mà. Ông cứ ăn cơm nhà nói chuyện người ta, cái chuyện gì của tôi kể tôi đi, chuyện ông kể ông chứ mất mới gì ông đâu mà xâm phạm tới gia đình của tôi đó. Là tôi nhìn ông này mãi mãi là cậu Út Trăng của tôi nè, y gan luôn, nhìn mặt tự tại 16 năm nay rồi cũng không nhớ nghe, nhìn tự vậy thôi chắc ổng không ai trơn á đó. Là ông mới biết nhà Hữu là tên Bảy Chàng, nó biết gành ghẻ hết trơn. Là cái này là ổng là nghi là cổ Út Trăng mới biết là ông Bảy Chàng, rồi con Út biết sao biết hết trơn, rồi là ông này nghi là cổ của bên vợ thôi. Chứ ngoài ra ai biết nhà cửa Út của Hữu như vậy. Mà nhà Hữu nhà bình thường chứ không phải nhà 2 lầu 4 lầu gì trơn á. Ổng nói thêm nó bớt chứ không đó. Nhà Hữu bình thường hả? Nhà bình thường được thôi chứ không có giàu có, không có nghèo mà được thôi. Chứ không có giàu có gì trơn, chắc giờ mấy lần biết rồi đó. Nhà 3-4 ngăn mà dưới nhà hồi xưa đó. Không mà giàu có hay không đó là chuyện của người ta. Đúng rồi. Ở đây là ổng nói vậy, hồi xưa giờ Hữu với ổng à không có nói chuyện không. Không thích không thích không mặt ổng không dòm luôn đó. Vậy hả? Từ lúc mà cưới vợ đến giờ luôn hay sao? Từ cưới vợ tới giờ luôn. Sao mà ổng có những cái ấn tượng xấu về Hữu như vậy ta? Thì ổng thì kệ ổng đi, thấy mình vậy rồi ổng ghét ông tranh chua mình không làm được gì Hữu đâu. Đúng không? Thấy Hữu nổi tiếng rồi này nọ, tại vì cháu của người ta mình bỏ vậy đó. Đúng không? Vợ cái này mình thương mình bế vậy nè, rồi cũng như giận tức lên nói làm được cho Hữu đúng không? Tại cháu ổng sao mà mình mới vậy? Thôi không có nói về người cũ nữa, quan trọng ở đây là cái câu chuyện cá nhân với nhau. Ví dụ mà không bằng mặt thì thôi chứ sao mà đi đặt điều nói
tức là anh không có muốn những cái việc mà anh không có mà ta đem đặt điều nói cho anh đúng không? Bởi vậy, đúng rồi. Hèn chi nó sai cho hủ không à? Nóng đỏ mặt luôn à. Hủ bực bực bội không rồi, hủ bữa nay hủ mới nói đó. Bức rứt kia lắm mới nói đó. Có chuyện gì của hủ, gia đình của hủ đúng không? Đừng có xâm phạm vô tới. Mình ăn cơm nhà, mình lo nói chuyện cơm nhà mình đi, ăn cơm nhà nói chuyện người ta. Bộ dư hơi lắm hả? Bây giờ anh có một câu nào anh gửi đanh thép tới cái ông mà ông gì á, ông Sáu Trăng phải không? Út Trăng. Út Trăng, anh gửi cho ổng đi. Để ổng xem được clip này không? Giờ tôi nói á, tôi nói là cái hình này là tôi tựa là cậu Út Trăng nè. Là cái diện gì đó là của con, gia đình của con á, làm gì làm, ông đừng có tham gia tham dự vô tới. Đó, con nhìn cái hình này là ông chứ không ai chứ, ngoài ra là con bảo đảm là ông. Chứ tại mười mấy năm nay rồi, con nhìn hầm gông ông là con biết ông rồi. Đó, ông mới biết gia đình con vậy vậy, ông biết ba con tên bảy chàng nữa. Đó, nói nhà con bên xong rồi, nhà từng lầu giàu, giàu hất xóm nhà ruộng đất cò ba thẳng cánh. Mà cái chuyện gì, trong nhà con ông nói chi vậy? Đúng không? Đâu có quan trọng gì tới ông là ông nói. Ông nói vô đó ra chi vậy? Mà ông có gia đình đúng không? Ông nhà có gia đình có con có cái luôn rồi chứ. Gia đình ông yên ổn hay là cũng yên ổn mấy ngày? Yên ổn vậy đó, ông ở đường Châu Cạch Bà, đường Châu mình nè. Ông biết ông nhà vợ của hủ luôn là tên ông Hai Quỳ nữa chứ. Có ai biết gành cái đó không? Gia đình mình lo chưa xong đi lo gia đình. Đúng rồi. Người dân ngoài chưa biết là ông nhà vợ cũ của hủ là ông Hai Quỳ nữa, mà mới biết ông biết hết trơn đó. Là ông này là hủ ghi là 100% là ông Út Trăng. Cậu Út vợ của hủ đó. Mới biết cái tên mới chứ ngoài ra ai mà biết cái hoàn cảnh này. Mà chuyện Út hủ không có gì mà kệ bà cũng như là kệ nói xấu hủ đó. Lên mạng nó xấu hổ gì vậy đó. Tội bé Nga là nhiều khi nó xem được nó thấy người ta nói về chồng nó vậy, đâm có những cảm xúc khác biệt á. Dạ. Yeah. Nga nó không có được bình thường như người khác. Dạ. Yeah. Nga buồn nhiều không Nga? Buồn nhiều không? Thấy người ta nói chồng mình vậy sao? Buồn không em? Thì nói chung là giờ Điên Không thôi lâu rồi, Điên Không nhắc làm chi? Thôi biết bao lâu rồi, giờ bỏ qua đi chứ Điên Không nhắc là cũng làm được gì. Đúng rồi, chuyện đó cho qua luôn. 16 năm mày, 16 năm đó. Không hợp thì thôi ha. Bởi vậy cũng như anh nay có chồng, anh nay có vợ đúng không? Đường ấy nấy đi rồi, nhắc ra làm gì mà có cái chuyện của người ta nhắc làm chi? Phải nói chưa có chồng á, hủ lấy vợ thì nó nhắc được. Còn nó có chồng trước vợ, mà con hôm nay nó lớn tuổi rồi, thằng trai nó lớn rồi. Thì thôi rồi xong rồi mỗi người có đường ai nấy đi đâu. Đúng rồi, đâu có quyền hạn gì nói gia đình của hủ được đúng không? Tại nó có chồng riêng rồi, nó không có đường nào mà với hai, nó không có quyền nói với ba của hủ được nữa. Thôi giờ em nói vậy nè, thôi giờ ông nói thì giờ gửi lời cho ông luôn, cho ông biết luôn. Thì cứ lo bây gia đình mình tốt đi rồi hẳn đi nói người ta. Dạ mà đúng rồi. Không có cái tư cách gì mà đi nói người này người nào. Ừ. Cũng không có hay. Đúng rồi. Đúng không? Còn hủ thì thôi, chị nó đã vậy thì gửi lời đến cho họ thôi. Dạ. Như là bây giờ cứ hủ gắng sống thật tốt. Dạ. Sống tốt bao nhiêu thì họ sẽ càng, nói chung là họ sẽ càng mũi bằng bao nhiêu. Dạ. Không có nói tới nó luôn, clip này nó một clip một lần một thôi. Dạ. Cho họ biết được rằng họ sai chỗ nào. Dạ. Ráng cứ lo cho bé nghe đi ha. Dạ. Rồi cờ anh còn cái lời nào thắc mắc những cái gì anh muốn giải đáp lại nói. Thì hủ nói nhiêu đó, cái chuyện mà con thì có vợ rồi, mà cháu ông thì có chồng rồi. Thì đừng ai nấy đi rồi, cái chuyện gia đình của con thì ông đừng có xí miệng vào gia đình con, ông có gì trơn á, ông xí vô làm gì nó để chúng cái này nó nọ con không thích. Ông đừng có lên mạng ông nói thằng này thằng nọ giờ giàu cho có, ủa già nhà cha mẹ con được ăn chứ mà con được có hưởng được chuyện gì trong đó không? Mà ông nói gì chứ nói chi, ông lo gia đình ông cho nó yên ổn đi, cho gia đình ta biết, ông lo gia đình ông đi, chứ ông ăn cơm nhà ông nói chuyện người ta chứ gì. Trai mà nhiều chuyện quá ha. Đúng rồi, thằng ông trai mà nhiều chuyện ha. Mà nhìn mặt đó cũng không có thua gì đâu mấy bà đâu nha. Bởi vậy, nhìn cái mặt mà có hầm gâu là thấy không nổi rồi. Chuyện mà mét y chang cái bà vậy đó. Đúng rồi. Đàn ông mà nhiều chuyện vậy giống như Trang là tính đàn bà nữa không mà. Đúng không, rồi. Mà đi ra cái mà ra mấy khu chợ chắc đàn bà nó chuyện không lại đâu, tại vì chuyện của người ta trong góc kẹt là cũng soi mói được hết, hay quá. Chẳng thà nếu mà người phụ nữ lên nói thì mình còn thông cảm được, ở đây đàn ông đi lên soi mói chuyện đời tư của người ta nó không có hay.
đúng ta rồi hay ta nghèo gì đó của ta ăn ta đổ xin mình đâu. Còn muốn cần gì thì gặp anh Hữu trực tiếp nói ta ngay mặt bây anh Hữu dễ đối chất luôn. Đúng rồi, muốn gần gì lên đây gặp mặt nói chuyện với tôi cho bé Nga à. Đối chất luôn nè, Nga giờ cũng nãy giờ cũng nóng lắm rồi đó. Coi cũng bất chứ cần gì mà cần gì nói cho nó làm gì, muốn cần gì cũng hẹn tôi đâu nói chuyện với tôi nói chứ đừng có gia đình tôi vậy.